Yakon, pháo phản lực Extra và Akula tiên tiến, máy bay tuần thám, thủy phi cơ DHC-6 và đặc biệt là tàu ngầm Kilo-636 hiện đại. Như vậy đến nay, Hải quân Việt Nam đã có khả năng tác chiến trong tất cả các chiều không gian, trên trời, trên mặt nước và nay là dưới mặt nước đại dương. Khi phối hợp cùng các lực lượng khác như không quân tiêm kích, tiêm kích bom tầm xa, đặc công nước, thuộc binh chủng đặc công, đã tạo ra sức mạnh tổng hợp của hải, lục, không quân, đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc được mệnh danh là hố đen đại dương, các tàu ngầm Kilo 636 nói chung và biến thể Kilo 636.1 của Hải quân Việt Nam nói riêng đang tạo ra sức giăn đe đáng kể và nỗi khiếp sợ với bất cứ kẻ địch nào không may phải đối mặt với chúng. Âm thầm lặng lẽ, các tàu ngầm Kilo Việt Nam có thể tác chiến độc lập, phối hợp cùng các tàu bạn hoặc cùng lúc nhiều lực lượng, sẵn sàng tạo ra những cú đấm thép đầy uy lực khiến đối phương không kịp trở tay, tạo ra thắng lợi mang tính bước ngoặt trong những trận chiến khốc liệt trên biển. Ý tưởng thành lập binh chủng tàu ngầm chiến đấu hiện đại đã được manh nha từ hàng chục năm trước, nhưng vì nhiều lý do, mãi tới năm 2009, hợp đồng mua 6 tàu ngầm diesel điện lớp Kilo 636.1 hết sức hiện đại của Nga mới được ký kết. Tại thời điểm đó khi tin chính thức được công bố, 6 tàu ngầm hơn 2 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam Nga đã tạo ra cú sốc ngọt ngào với nhiều người yêu quân sự, yêu quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng. Từ nay chúng ta đã có một lực lượng mạnh Hiện đại tạo ra sự thay đổi về chất đặc biệt quan trọng của hải quân. Đến nay đã có 5 tàu ngầm Kilo được bàn giao cho hải quân Việt Nam, gồm các tàu 182 Hà Nội, 183 thành phố Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng, 185 Đà Nẵng, 186 Khánh Hòa và cuối năm nay, trước tàu cuối cùng số hiệu 187 Bà Rịa Vũng Tàu cũng sẽ về nước gia nhập biên chế, sẵn sàng huấn luyện chiến đấu. Mỗi tàu mang tên một tỉnh thành phố là niềm tự hào vinh dự nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm nặng nề của các kíp tàu. Chắc chắn các anh sẽ luôn nỗ lực hết mình để xứng đáng với niềm tin yêu không những của nhân dân tỉnh Thành, tàu mình mang tên, mà còn là với toàn quân, toàn dân. Để sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu liên tục, khai thác thành thục và phát huy tối đa sức mạnh của tàu ngầm Kilo 636, quân chủng Hải quân đã chủ trương xây dựng nguồn nhân lực hùng hậu, đặc biệt là các kíp tàu, những người trực tiếp vận hành những cỗ máy hết sức tinh vi hiện đại. Cũng như tên lửa phòng không hay tên lửa bờ, radar cảnh giới, thường có 2 hay thậm chí tới 3 kíp chiến đấu. Để đảm bảo có lực lượng nhân sự thay phiên nhau làm nhiệm vụ thì tàu ngầm Kilo cũng như vậy, mỗi tàu cần có ít nhất 2 kíp thủy thủ. Đến nay cùng với việc tiếp nhận 5 trong tổng số 6 tàu theo hợp đồng đã ký kết, Hải quân Việt Nam đã xây dựng tới kíp tàu ngầm Kilo thứ 9. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về số lượng kíp tàu sẽ được xây dựng, nhưng nhiều khả năng mỗi tàu sẽ có 2 kíp thủy thủ. Như vậy trong tương lai sẽ có thêm ít nhất 3 kíp tàu ngầm Kilo nữa được thành lập, huấn luyện để đảm bảo có lực lượng dự bị sẵn sàng thay thế kíp chính. Trước khi lên đường ra nước ngoài học tập, các thành viên kíp tàu số 9 đã tới dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ của đoàn tàu không số tại bến K15, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và tham quan bảo tàng Hải quân. Hy vọng rằng với hành trang là truyền thống hào hùng của quân chủng Hải quân, với trí thông minh, sự sáng tạo và tính kỷ luật cao, các anh sẽ cùng nhau gắn kết keo sơn như anh em một nhà, nhanh chóng nỗ lực học tập, tiếp thu khoa học kỹ thuật mới để sớm hoàn thành khóa học, chinh phục đại dương, về nước tham gia sẵn sàng chiến đấu chúc các anh chân cứng đá mềm đi đủ về đủ có những kết quả học tập xuất sắc đem lại vinh quang cho tổ quốc